Kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 18 tây tháng 5 năm 2021. Ngọc xin cập nhật những cái tin tức liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp, những cái tiểu bang ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp, những cái ý kiến trái chiều khác nhau về những cái quyết định này. Tổng thống Biden làm gì và nói gì khi mà 21 tiểu bang có những cái quyết định là sẽ hủy bỏ những cái chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang, những cái chương trình trợ cấp thất nghiệp do cái đại dịch này để người dân họ quay trở lại đi làm để phục hồi kinh tế Mỹ. Rất là nhiều ý kiến trái chiều hiện giờ giữa sức khỏe và tiền bạc, những cái công việc hay là ở nhà, không có đi chích vaccine để tiếp tục lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp. Nói chung là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh và mỗi cái câu chuyện như vậy họ đều có những cái lý do và những cái lý giải của họ. Ở đây Ngọc chỉ dừng lại ở cái mức độ là chia sẻ thông tin thôi. Ngọc sẽ quay lại chia sẻ những cái thông tin này. Và ở đây á, Ngọc thấy á, là cái bản đồ ở cái trang Yahoo Finance này nó rất là rõ ràng. Ngọc sẽ chiếu lên, Ngọc cho quý vị thấy là tiểu bang nào, cái ngày nào họ sẽ kết thúc. Ngọc sẽ nói sau nha quý vị. Ở đây Ngọc sẽ tổng hợp những cái thông tin mà Ngọc sẽ nói trong cái video này. Một cái điều nữa là Ngọc sẽ cập nhật cái số tiền mà 50 đồng off mỗi tháng cho cái tiền internet bill hoặc là phone bill hoặc là 100 đồng off để mua laptop, desktop, tablet. Thì những cái chương trình này á thì quý vị có thể là apply như thế nào thì Ngọc sẽ chia sẻ từ từ cho quý vị. Và một cái điều nữa Ngọc có muốn chia sẻ cho quý vị là về cái phần tiền 10.200. Hiện giờ có khoảng 7 triệu người dân Mỹ đang chờ cái khoản tiền miễn thuế trên cái phần tiền trợ cấp thất nghiệp 10.200 này. Thì Ngọc sẽ cập nhật những cái thông tin này để quý vị. Ngày hôm qua giờ qua hôm nay thì Ngọc có đọc nhiều cái comment từ quý cô chú anh chị để lại. Và Ngọc rất là cảm ơn và tôn trọng những cái ý kiến này. Mỗi người là mỗi hoàn cảnh và mỗi cái câu chuyện và họ đều có những cái lý do của họ. Và Ngọc có đọc thêm những cái bài báo thì có hai cái ý kiến trái chiều quý vị. Một số ý kiến cho rằng là cái việc mà những cái tiểu bang hiện giờ họ ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp và họ cho người dân khoảng là một tháng rưỡi để họ có thể là đi tìm việc làm và họ sẽ ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Thì ở đây á, Ngọc có chia sẻ rất là nhiều về cái phần này rồi. Thì có nhiều người nói rằng á, là việc làm như vậy là đúng để người dân đi làm trở lại thì kinh tế Mỹ mới phục hồi lại nhanh được. Nhưng mà một số cái ý kiến cho rằng á, là hiện giờ họ có rất là nhiều lý do để họ không thể đi làm trở lại hoặc là họ đang chờ những cái việc để mà họ có thể là tìm đúng lại cái việc mà người ta đã mất. Ví dụ như một người hồi giờ làm hãng và hãng họ lay off, họ không có việc và họ đang nghỉ để xin tiền trợ cấp thất nghiệp, chờ hãng người ta kêu để mình đi làm lại. Và họ sẵn sàng chờ ở nhà xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Họ không có muốn đi làm những cái công việc ở nhà hàng bởi vì nó không có những cái phúc lợi, cái benefits hoặc là cái lương nó thấp hơn lương hãng, mặc dù là những cái nhà hàng hiện giờ họ đã tăng lương rồi. Thì đó là những cái sự lựa chọn của chính cái cá nhân đó. Và Ngọc không có bàn sâu nhưng mà Ngọc chỉ chia sẻ những cái bài báo và những cái ý kiến mà quý cô chú anh chị đang bình luận trong cái kênh của Ngọc. Và sáng hôm nay Ngọc có đọc một cái bài báo này, có một cái cô này, cổ là người Mỹ, cổ có ba người con ở độ tuổi là cũng vị thành niên rồi. Và cả gia đình cô ấy là có một cái history, một cái lịch gọi là cái bệnh nền hay là cái lý lịch gì đó. Là họ biết rằng là cái cơ thể của họ nếu như chích vaccine vào thì có thể có những cái phản ứng phụ rất là nặng. Hoặc là nếu như mà cái cô này cổ đi làm lại thì có thể cổ hoặc là những cái thành viên trong gia đình của cổ nếu như mà bị dính con COVID này sẽ không có qua khỏi bởi vì họ biết cái lý lịch bệnh nền của họ. Cho nên là cái cô này á là gói ghém trong cái phạm vi của cái tiền trợ cấp thất nghiệp 570 mấy đồng mỗi tuần á để mà lo cho cả gia đình. Và cái đó là cái sự lựa chọn của cô. Đó. Và một số người họ nói rằng á là bây giờ á những cái công việc mà họ quảng cáo, họ tuyển dụng này nọ, đến cái lúc mà lấy hẹn interview rồi á, thì không có xin được những cái công việc này.
Có nghĩa là những cái con số thống kê thật ra nó không có đúng với cái thực tại và những cái tình hình mà quý vị có thể là những cái con số này là những cái con số ảo hay gì gì đó. Nói chung là có rất là nhiều ý kiến cho trái chiều, ủng hộ và không ủng hộ, thì Ngọc chỉ chia sẻ cái thông tin thôi. Trường hợp của quý vị như thế nào quý vị có thể chia sẻ, hoặc là quý vị có thể cho Ngọc biết những cái ý kiến của quý vị như thế nào về cái việc là ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc là giữ cái tiền trợ cấp thất nghiệp này. Nhiều ý kiến cho rằng á, là hiện giờ họ những cái thành viên của Đảng Cộng hòa, những cái tiểu bang 21 tiểu bang mà họ đã đưa ra cái quyết định, cái thông báo là sẽ ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp, thì họ đi ngược lại với cái chính sách của chính quyền Biden và Harris. Đó, nó liên quan đến cái chính trị và những cái ý kiến này Ngọc cũng muốn chia sẻ lại. Nhưng mà hiện giờ đối với Tổng thống Biden á, thì ông chưa lên tiếng và ông chưa có những cái việc làm gì đối với cái việc 21 tiểu bang này ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp. Và có thể rằng là trong tương lai nhiều cái tiểu bang sẽ có nhiều job hơn. Ngày hôm nay thì Ngọc thấy là Tổng thống Biden ông có lên một hình như là những cái tờ báo lớn họ có cái chia sẻ cái video này. Họ nói rằng Tổng thống Biden nói rằng là hiện giờ á, những cái tiểu bang này đang nhận cái tiền từ cái phần hỗ trợ 350 tỷ của cái gói 1.900 tỷ, thì cái tiền này bắt đầu sẽ đưa về những cái tiểu bang, những cái local government, và họ sẽ kêu những cái người mà hôm bữa giờ bị lay off đi làm trở lại, ví dụ như firefighters, lính cứu hỏa, cảnh cảnh sát nè, police policeman, rồi những cái người làm ở trường học, rồi nhân viên vệ sinh, rồi giáo viên vân vân, thì sẽ có những cái trường hợp là họ được kêu đi làm lại và giảm cái gánh nặng cho bên sở thất nghiệp. Đó là những cái tin vui mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Thì có thể là hãng xưởng là bắt đầu mở cửa đi làm trở lại và họ kêu quý vị đi làm trở lại, hoặc là những cái government họ bắt đầu họ kêu quý vị đi làm trở lại chẳng hạn. Cho nên là Ngọc hy vọng trong vòng một tháng tới thì chúng ta sẽ có những cái tin tốt về cái thị trường việc làm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm đáng kể. Hiện giờ đó Ngọc thấy những cái tiểu bang này là 21 cái tiểu bang, Ngọc sẽ đi cho quý vị thấy để quý vị biết rằng cái tiểu bang của mình có ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp hay không, và nếu ngưng thì ngưng vào cái ngày nào nha quý vị. Thì sẽ ngưng vào ngày 12 tây tháng 6, tiểu bang Arizona sẽ ngưng vào ngày 10 tây tháng 7, và Arizona có cái khoản back to work bonus là 2.000. Rồi Utah thì ngưng vào ngày 26 tây tháng 6, Idaho ngưng vào ngày 19 tây tháng 6, Montana ngưng vào 27 tây tháng 6, và họ có cái chương trình là 1.200 back to work bonus. Rồi Wyoming là ngày 19 tây tháng 6, Colorado là ngày 9 tây tháng Colorado thì không có tham gia ha. North Dakota là ngày 19 tây tháng 6 sẽ kết thúc, South Dakota là ngày 26 tây tháng 6 sẽ kết thúc, Iowa 12 tây tháng 6, Missouri là ngày 12 tây tháng 6, Arkansas 26, Oklahoma ngày 26, và Oklahoma cũng có cái tiền 1.200 back to work bonus nha. Rồi Texas cũng ngày 26 luôn nè. Mississippi ngày 12 tây tháng 6, Tennessee ngày 3 tây tháng 7, Alabama ngày 17 tây tháng 6, Georgia ngày 26 tây tháng 6, South Carolina ngày 30 tây tháng 6, West Virginia thì tới ngày tháng 9 hả? West Virginia hình như là, để Ngọc coi lại thử nha, hình như không phải tháng 9, là tháng 9 không phải. Rồi Indiana là ngày 19 tây tháng 6 và Ohio là ngày 26 tây tháng 6. Như vậy á, là rất là nhiều tiểu bang họ kết thúc vào khoảng là cái tuần thứ ba, thứ hai, thứ ba của tháng 6 ha. Và chỉ có ba cái tiểu bang họ offer cái back to work bonus để ai đi làm trở lại thì họ sẽ nhận được 1.200, 2.000 vân vân. Thì đó là những cái thông tin để Ngọc giúp quý vị trả lời những cái câu hỏi của quý vị. Texas thì ấy, nhưng mà những cái tiểu bang màu tím nè, Cali, Virginia, Maryland thì cũng chưa chưa có quyết định gì hết nha quý vị. Những cái tiểu bang này vẫn chưa có thay đổi gì hết. Đó, thì nói chung là đội xanh đội đỏ. Đó quý vị, Ngọc thấy là đội xanh đội đỏ đó. Thì đó là những cái quyết định mà Ngọc chỉ muốn là chia sẻ thông tin thôi. Còn những cái vấn đề là xanh hay là đỏ gì đó thì Ngọc không có bàn sau nha quý vị.
khoản tiền 50 đồng óp mỗi tháng, cái tiền internet rồi phone bill rồi 100 đô khi mà quý 100 đô óp mà khi mà quý vị mua laptop, desktop, tablet, thì quý vị biết rằng là cái chương trình này là cái chương trình có thật, và từ cái gói cứu trợ 900 tỷ tổng thống Trump ký vào hồi 27 tháng 12 năm 2021 á, thì có 3.2 tỷ dành cho cái chương trình này, người ta gọi là Federal Community Commission. Đây là cái chương trình hoàn toàn có thật và quý vị có thể apply theo hai ba cách như sau, và quý vị phải nhanh tay nha quý vị. Quý vị có thể vào cái đường link này hoặc là liên lạc với cái nhà mạng, ví dụ như AT&T, T-Mobile hay là cái gì đó mà quý vị có cái dịch vụ internet và điện thoại với họ, thì quý vị liên lạc trực tiếp với họ coi thử họ có tham gia cái chương trình này không. Nếu như quý vị hỏi nhân viên đầu tiên, họ nói họ không biết, không có, thì quý vị có thể gọi lại. Tại vì hiện giờ họ có nói rằng là có 800 nhà mạng hiện giờ tham gia những cái chương trình này, cho nên là nhiều khi á, mình nói chuyện với cô đó cũng không biết, sau này quý vị nói chuyện với cô thứ hai thì cô thứ hai họ biết thêm những cái thông tin sau khi mà họ được cập nhật thông tin và được training chẳng hạn. Hoặc là quý vị có thể gọi cái số là 833 511 0311 nếu như quý vị muốn nộp đơn bằng giấy tờ chứ không phải là nộp đơn qua mạng. Thì quý vị nhớ những cái điều này nha quý vị, ba cách quý vị có thể apply, và nếu như quý vị quyết định apply thì apply nhanh chóng như vậy, tại vì họ nói rằng là cái số lượng là nó 3.2 tỷ đó, nhưng mà nhiều người xin quá thì số tiền này nó sẽ hết nhanh, dự kiến là họ sẽ đủ tiền để hỗ trợ trong vòng 6 tháng đó quý vị, chứ cũng không biết đâu. Nhưng mà Ngọc nghĩ rằng nếu như quý vị muốn xin thì xin nhanh lên quý vị. Và một cái thông tin cuối cùng Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị là hiện giờ có 7 triệu dân đang đợi cái số tiền miễn thuế trên cái phần tiền 10.200 tiền trợ cấp thất nghiệp từ phía sở thuế IRS. Thì nếu như mà cái khung thuế của quý vị là 10% chẳng hạn ha, thì quý vị sẽ được thu lại là 1.200 đô, hoặc là nếu như mà hai vợ chồng khai thuế chung thì quý vị được làm 20.400 miễn thuế trên cái phần tiền này. Nếu như mà quý vị ở cái mức khung thuế là 15% hay là 20% gì á, thì quý vị cứ lấy cái con số đó nhân với những cái con số này. Ngọc lấy ví dụ nha, nếu như mà cái percentage của mình là hai mươi mấy phần trăm chẳng hạn ha, thì Ngọc cũng không rõ tùy theo cái khung thuế của mình là bao nhiêu, nhưng mà quý vị lấy cái khung thuế của mình bao nhiêu phần trăm đó nhân với cái số tiền mà quý vị được miễn thuế trên cái phần tiền trợ cấp thất nghiệp. Tối đa của single filer là 10.200 và tối đa của cặp vợ chồng khai thuế chung là 20.400. Thì miễn thuế thì quý vị chỉ lấy cái phần trăm nhân vô chứ không phải là được 10.200 hay là được 20.400, nó nhiều quá đúng không quý vị? Thì Ngọc chỉ cập nhật cho quý vị là hiện giờ sở thuế người ta nói rằng là người ta sẽ gửi ra cái số tiền này, cho nên là quý vị đợi xem, có thể là tuần sau quý vị đã thấy tiền về. Nếu như quý vị có tiền về thì quý vị có thể là cho Ngọc biết là quý vị đã nhận được tiền để mọi người có thể tham khảo những cái thông tin. Hiện giờ có 7 triệu người dân đang chờ cái số tiền này. Và Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc nha quý vị. Bye bye now.